Thưa quý vị, chiều nay vừa diễn ra lễ khởi công gói thầu số 12, thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình mở rộng nhà ga hành khách T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Theo thiết kế, nhà ga hành khách sau mở rộng sẽ có hơn 200.000m² sàn, 6 đảo check-in, 8 băng tải trả hành lý, bổ sung hệ thống lưu trữ hành lý check-in đến sớm và quá cảnh, 120 quầy check-in truyền thống, 34 kiosk check-in, 29 cầu ống lồng, bổ sung máy soi chiếu. Đây là gói thầu có giá trị lớn nhất trong toàn dự án mở rộng nhà ga hành khách T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nâng công suất khai thác từ 10 lên 15 triệu hành khách trên một năm. Tổng mức đầu tư dự án là 4.996 tỷ đồng. Gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của ACV. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhà thầu đã cam kết với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, làm việc 3K, 4 kíp, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình. Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền địa phương tạo điều kiện tốt nhất để công trình về đích đúng thời gian. Công trình mở rộng ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài hoàn thành sẽ cải thiện tình trạng quá tải tại các sân bay lớn trong nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao của ngành hàng không, góp phần phát triển hạ tầng giao thông đất nước.